Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh về kết quả kiểm tra rà soát các hộ bị ảnh hưởng nằm trong quy hoạch mở rộng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh giai đoạn 1, còn lại 97 hộ. Trong đó thì 31 hộ dân ở thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lâm đã có đơn kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và 66 hộ dân ở thị trấn Lam Sơn. Việc chậm di rời các hộ dân này khỏi vùng lõi di sản đang là yêu cầu cấp bách. Trước đó vào tháng 6 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử Lam Sơn với diện tích khu di tích được mở rộng từ 141 ha lên 200 ha, tổ chức di chuyển một khu chợ tram và 31 hộ dân sống ở khu vực phía đông khu di tích thuộc thôn Phúc Lâm ra khỏi vùng quy hoạch. Đến năm 2004, Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân cùng các ngành đã kiểm kê tài sản, áp giá đền bù, đồng thời xây dựng mặt bằng tái định cư cách đó khoảng 700 mét để di chuyển các hộ dân nhường đất cho khu di tích. Quy hoạch đã được ban hành, việc kiểm kê giải phóng mặt bằng đã thực hiện và khu tái định cư đã xong. Nhưng suốt 15 năm qua, 31 hộ dân thuộc diện di rời phải sống ngay giữa vùng lõi của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong tình trạng thiếu thốn đủ bề. Việc di rời các hộ dân ra khỏi lòng di tích đang là yêu cầu khẩn thiết. Người thương binh 73 tuổi hạng 1 trên 4 này đã 17 năm ròng rã cùng với 31 hộ dân của xã Xuân Lam ròng ruổi gõ cửa các cơ quan chức năng. Và đến bản thân ông cũng không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu tờ đơn kiến nghị trong suốt khoảng thời gian ấy. Thế thì nguyện vọng của nhân dân là bây giờ muốn trả lời cho nó rõ ràng thôi. Đi hay không đi. Hai nữa là xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Nếu như phải đi thì có được đền bù hay không? Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lam tiếp tục gửi văn bản kiến nghị với tỉnh giải